Hơn 14 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2022, người dân và lực lượng chức năng của xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã vây bắt thành công Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn trại khi đang thụ án tù chung thân tại trại giam của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Trại giam đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi bị bắt giữ, Sự được đưa về trụ sở công an huyện Hà Trung và sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng điều tra theo thẩm quyền. Nhiều người dân tham gia vây bắt và chứng kiến vụ vây bắt vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc. Cuối buổi trưa thì anh Ngọc là người điện dân địa phương này, thì anh có nhìn thấy cái đối tượng có một người nó cứ lẩn đi lại ở cái khu nhà ông Vinh ấy, ông Vinh Tiếu và Vinh Dâu bên cũng bên kia đường tàu của cái khu nhà anh Ngọc luôn. Thì anh mới nhìn thấy là ná giống cái đối tượng Triệu Quân Sự, thì anh mới chạy lên quán cơ nước nhà anh Đạt Vân. Quán nước Đạt Vân là ngay chỗ gác chắn cầu cờ đấy. Thì anh thông báo là ở ngay chỗ nhà ông Vinh là có một cái thằng nó rất giống thằng Triệu Quân Sự mấy hôm nay bảo là mới hôm qua giờ thông tin trên truyền hình là trốn trại. Thế là từ đấy là anh Đạt là anh là người dân quân địa phương nó thông báo cho anh Minh. Ở đấy là tất cả có rất có nhiều anh em đang đấy, có mấy anh em lái taxi rồi lái xe ôm. Thế bắt đầu với triển khai là tìm. Triển khai lượn lờ bên đấy thì bên phía nhà ông Vinh ấy thì nó nhảy qua đường tàu nó sang bên này, sang đằng sau cái nhà này nó rửa tay. Đấy thì cái chị chủ nhà thì thấy nó rửa tay lại không khóa vòi nước thì chị có chạy ra thì bảo tại sao lại không mở nước mà không khóa lại. Thế là bọn em rửa cái tay em bận quá, thì đồng thời lúc đấy là các anh em là vừa là lái xe ôm, lái xe taxi rồi dân quân tự vệ là vây lại là ép vào ngôi nhà này mà gọi công an đến. Lúc nói chung là nó vẫn vui vẻ mà, lúc nó bắt lên xe nó còn cười mà, nó cười tươi luôn mà, còn trêu nó còn cười. Theo những người dân địa phương, khi vây bắt, Triệu Quân Sự không có vũ khí trong tay và cũng không chống trả. Trước đó, khoảng hơn 19 giờ ngày 31 tháng 5, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam và di chuyển từ xã Thành Long, huyện Thạch Thành đến xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Trong quá trình bỏ trốn, chưa ghi nhận Sự gây ra vụ án nào. Quá trình bỏ trốn, Sự có mua 2 cốc chè của người dân để ăn và còn chào hỏi rất lễ phép. Thậm chí, Triệu Quân Sự còn trả lại tiền thừa khi người bán chè đưa dầm. Lên ở với con gái, mẹ con mần chè bán này, tôi buổi trước mua chè chị ấy là mua, nó cũng mua chè thập cẩm. Nó hỏi như thế nào? Vâng, đi qua đây một cái chứ cũng bà ơi, bán cho cháu 2 cốc chè hiền từ lắm, không à. Chứ anh đi mua lại đi mua chè, đi phơi lúa này. Nó bảo là đi phơi lúa. Vâng, thì tôi ở dưới Hải Châu tôi lên tôi có biết ai là ai à. Thế là tôi bán rồi với cái cháu là tê. Lúc đó có con cháu dưới đây đóng cho tôi. Còn mẹ con nhà Tuyết đang ngủ trên nhà. Thế là đi cháu nội cháu ngoại hồi phương. Thế là bố Tuyết à bông lên lấy tiền để trả. Cứ từ 100 á, mới tin, mới lắm. Thế xong hiền từ lắm, nói tươi cười không có. Tôi có biết cái gì. Bảo con cháu đưa tiền thì nó lại đưa lại những 170. Thế là tôi chẳng bóng chẳng lại đưa 170. Thế chú lại nói chứ buôn bán thì lấy lợi đâu ra à, lại còn nói đó buôn bán thì phải có lợi đâu ra, có một lỗ. Tức là chị nó phát hiện là đưa thừa tiền không đưa. Vâng, thế là anh muốn buôn với sành chứ muốn sang lại đưa đấy, chẳng được buôn bán thì phải có một lỗ. Thế là anh đưa lại cho tôi. Tức là hết bao nhiêu tiền chè? Hết có 20.000 mà đưa từ 100. Con cháu thì tôi lại lên lấy bíp rồi lại đưa lại 170. Triệu Quân Sự từng là bộ đội cấp bậc binh nhì thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 18 sư đoàn 3 quân khu 1, nhưng sau đó đào ngũ rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh nhì này lại mê game và phạm tội giết người cướp tài sản nên bị xử phạt án tù chung thân. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 8 năm 2012, Sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng và bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu 5. Trong quá trình thụ án, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn trại vào các năm 2015 và 2020 khi bị giam tại trại giam quân sự ở tỉnh Quảng Ngãi.